Cái gì nữa? Lên đây ngồi hả? Áo áo ướt rồi hả? Không phải boy, giống như là ta yêu mến. Thí dụ như mà cô chú tặng á, cái cô chú thấy cây mặt cô chú vui. Đúng rồi. Hiểu không? Biết là tặng nhưng mà mình chỉ biết mình nhiều quá. Mà không mình không xài tới là nó quá cho hành phí đi. Sao không xài tới? Cho đồ chơi đồ đồ đó nó chơi nó xúc nó dục cái cây. Chơi gì đâu. Con đi những tuổi rồi. Nhỏ hơn con tuổi. Rồi, có hai anh em ngồi, ngồi ăn dưa hấu có được không? Con cứ ngồi như hai thằng bà tám ngồi. Đây này phải cố gắng tranh thủ quay clip cho chay chứ còn mà mấy ngày nay là cứ giỡn hoài con chú không có clip coi chay luôn á. Thôi bỏ trên đây. Ý, đừng có đụng mẹ. Rồi đi xuống rửa tay đi. Đi. Ơi ê, bảy. Tại sao không ăn cái miếng kia mà ăn cái miếng đó? Chị ơi, chị còn ở lâu lắm, 2 tháng. Ừ, mong mốt mà rảnh thì cứ qua nữa. Ừ. Không có đi làm đó con. Mẹ với Chay bây giờ là đi công việc nữa. À, mẹ với ba Chay đi công việc nữa, Chay là bây giờ là bye bye. Đi công việc nữa là Chay ở nhà nữa cô chú ơi. Cô chú. Cô chú ơi. Like JD says sữa, I'm gonna say bing. Bing. Cắn nữa trong sành ơi. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba kìa. Cảm ơn ba. Chay, Chay hôm nay là đi lên bà cố cô chú ơi. Chay là bây giờ đi lên bà cố để quay chút nữa quay Chay với bà cố chơi cho cô chú cùng xem nha. Sẽ rất rất là vui vẻ đáng yêu đây. Cắn móng tay cái tay con. Lấy tay ra, không được cắn móng tay. Không được cắn móng tay. Đúng rồi. Phải để ý nó chứ. Không cái đầu em cái cây, không cái đầu em cái cây. Không cái đầu em miếng cây. Bà lấy cái bình thuốc có cái chai. Sữa ngon không con? Đúng rồi. Sữa ngon không? Cô chú uống sữa. Mời ông bà cô chú uống sữa đi. Anh hai không em miếng đi. Hả? Không em miếng đi. Rồi xong rồi đó. Uống nữa đi con. Không uống nữa ngoài ơi. Nằm xuống đi con, nằm xuống đi, giờ con nằm xuống con ngủ đi. Nằm xuống ngủ nè. Tôi nói cái ghế của tôi ngồi mà giờ tôi ngồi có nửa. Tôi ngồi có nửa cái thân người còn nó nằm nó chơi nguyên gói như nó làm như nó ngồi trên máy bay vậy đó. Thôi kệ nó đi. Nằm ở đây cho mẹ ngồi á. Thôi nè nằm xuống đi. Đi giờ chị nằm trên đùi bà ngoại nha cô chú ơi. Thôi em nói là hai để em ngủ. Hai. Hai để em ngủ con. Ngồi xuống đây. Rồi chơi giờ đây chơi với bà ngoại sáu nè cô chú ơi. Bà ngoại sáu của Chay đó, bà ngoại sáu là em của ông ngoại năm với lại em của ông ngoại ruột của Chay luôn, ông ngoại Chay thứ tư, ông ngoại năm thứ năm rồi ba rồi ông ngoại của Chay là bà ngoại sáu thứ sáu. Gì vậy? Đi chơi với bông chi đi chơi với em đi con. Ủa ở đâu hả? Cho bà có bằng không? Đó, bây giờ là chạy chơi với lại ông ngoại chính đó cô chú. Dạ là đây cũng tin chị đó. Đó đây là ba Ngọc thứ tư, còn chú là thứ chín. Đó là ông ngoại chính. Nay về nhà bà Hoà. Nay về nhà bà cố rộng rãi chạy nhảy bay bướm. Chay nãy gặp bà cố rồi. Khoái mấy con chó nhà bà cố lắm. Chỉ ra chỉ bà sáu cái gì bà sáu lại thằng lằng á con nói đi thằng lằng. Làm cho con nè. Chơi đi chơi chị chà bông đấy con. Chơi chị ôm chị chà bông cái đi con ôm chị chà bông cái đi. Chị đi give her a hug. Ôm chị chà bông cái đi con. Em chà bông em tên là Chay nha. Ồ có gà kìa con mang phải mang dép vô chứ mấy là mệt đó nghe Chay. Không có đi sâu chân sông ra ngoài đó được nha, miễn chai miễn đồ không à. Dép đâu, đi lấy dép mang vô, để lên. Đi đi con, đi chơi chị cho bông đi con. Còn mấy ai nổi, còn ai nổi, còn chị nổi.
gì chị? À, chị. Dạ bông gì đó chay là cũng được. Cái này đúng rồi, em của con chay. Rồi bông chị cái đi con. Bông năm nay mấy tuổi rồi? Bông. Con năm nay mấy tuổi? 6 tuổi rồi hả? Trời ơi, chị mới 2 tuổi rồi con. Đi vô chơi đi. Tại vì kêu bằng chị là tại vì lý do là để Ngọc nghĩ coi. Ba Ngọc thứ tư, cô Sáu thứ sáu thì con của cô Sáu đẻ ra mặc dù lớn tuổi hơn Ngọc nhưng mà vẫn phải kêu Ngọc bằng chị. Nên là con nó là nó sẽ là em của chay. Gia dế. Nhà nội Ngọc á là có một cái là gia dế là nhà nội nhà ngoại có cái truyền thống là gia dế là lớn nhỏ lớn cỡ nào cũng phải kêu bằng xưng bằng em hết. Hả? Cái răng đó sao con? À con nói cái răng trắng á hả? Nó nói chay sao cái răng nó trắng thế gì? Ủa nó cắn hả? Ủa sao con cắn em? Cái, con nói xin lỗi đi, con nói sorry. Sorry là gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì chạy ồ ào vậy? Chị cắn thì ghê vậy. Mà con tưởng nghe tưởng hỏi cái răng nó trắng thì ghê. Con ôm đi, con ôm em đi. Ôm em đi, đúng rồi. Giỏi quá. Hai phai đi, con hai phai đi. Hai phai ôm, đúng rồi. Con heo kìa. Nhớ nay chơi thắt bính thắt đồ về mà cố chơi vui quá cô chú ơi. Chia đứa con chia đồ chơi đi con. JD, you gotta be nice. You want to make friends? Do you want to make friends? Then don't push, okay? Okay. Thank you. Đi ông muốn đi ra ngoài kia coi gà không? Chay giờ lần này về Việt Nam là được quá trời. Ông bà cô chú yêu thương luôn. Nên là hồi bữa là Ngọc có đọc một cái comment của cái bạn đó là nói là chay kỳ này về hư quá, đòi cái gì cũng được, cái gì cũng cho. Lâu lâu em nó về một lần cô chú ơi. Cô chú thông cảm. Con nít là Ngọc đã nói rồi, con nít là nó cũng không có nó thấy mà được là nó đòi. Nhưng mà ở bên đó cô chú thấy em nó đâu có được rồi sự yêu thương của người thân đâu cô chú. Nó có chỉ có mẹ nó với lại ba thôi à, đâu có được sự yêu thương của người thân gia đình đâu, không có một ai hết. Nên là khi mà về á mọi người ai cũng muốn được yêu thương chăm sóc, ai cũng muốn được chiều chuộng nó hết nữa. Nên là xin cô chú đừng quá khắt khe với em. Để cho em nó được tận hưởng những cái gì mà em nó thường thường những để đứa trẻ khác được tận hưởng là được trong vòng tay yêu thương của nhiều ông bà cha mẹ, chứ còn ở bên đó chỉ có cha mẹ thôi chứ không ông bà cũng không có, mà bạn bè cũng không có, mà tao nói người thân cũng không có luôn. Tội lắm chứ không phải giỡn đâu. Còn mấy đứa ở Việt Nam thì hả có bạn bè, có anh chị em người thân đồ nhiều. Chay không có một ai bên Mỹ cô chú ơi, giờ nó về cô chú đừng có khắc khe với nó quá để nó được yêu thương và cưng chiều cô chú ơi. Cái đó là một cái chút chia sẻ Ngọc muốn gửi tới cho tất cả mọi người thôi. Rồi mốt mốt về tới Mỹ thì đâu cũng lại vào đó thôi cô chú à. Tại vì bữa là đi là khi mà chay đồ chơi gì cũng mua, đồ chơi gì cũng mua đó. Nhà Ngọc cũng biết chứ, nhà Ngọc cũng biết là không được nên nuông chiều chứ. Chứ đâu phải là ưng là thích để cho nó hư đâu. Nhưng mà mình cũng phải biết là cái gì mà mình nên quá khắc khe và cái gì mình nên là không khắc khe. Mỗi người sẽ có mỗi cách dạy con khác nhau. Khi mà bạn nhìn vô cái cách dạy con của Ngọc thì bạn sẽ thấy là bạn thì thích, bạn thì không thích. Thì Ngọc cũng chưa bao giờ can thiệp vô cái sự dạy con của ai hết á. Ngọc cũng chưa bao giờ ai con ai thích dạy sao dạy à. Miễn là nó đừng có con trộm ăn cướp, đừng có là người xấu là được. Đúng không? Đúng không bông? Vì Ngọc nói đúng không? Đúng không?
Ủa mà bữa nay con không đi học hả? Ờ mà con đi học có giỏi không? Ai hỏi con? Trời ơi, mà trợn ghê vậy trời. Nói gì vậy? Ở trai con nói gì vậy? Ngồi tướng bà tám. Cho con hỏi con Bông đi học giỏi không? Nó nói giỏi. Bắt con con gà nè. Gà đẹp đâu? Gà đẹp để chỉ bà sáu con. À, gà đó hả? Nói bà sao? Coi con gà coi. Con gà chẹp đâu? Gà chẹp đâu? Đó, lấy đi ngồi đi nắng. Ngồi đó. Mẹ con đâu Bông? Đi làm hả? À, đi làm đâu? Đi làm ngoài bà Duyên à? Đó, ngồi ra được không? Ngồi chơi đi về, bà cố chơi thoáng mát, sạch sẽ quá cô chú ơi. Rộng rãi em nó chạy. Coi nè, coi bị con gì cắn nè, coi được không? Coi bị con gì cắn nè, tôi nghe không? Thấy dầu sức vô. Đi vô đi con. Con muốn ngồi đây hả? Đó. Mẹ mà mẹ dặn con nè, không con không được bước ra khỏi đây với lại chân không nghe chưa? Ở đây là nhiều giống mời giỏi quá, ở đây là nhiều miễn chai đồ lắm nha, con đi là con đều bị đứt chân á nha chưa? Dạ mẹ đi con. Dạ mẹ đi. Dạ mẹ. Cái đó cái gì mà ăn cầm dặn biết rồi chay. Phá quá. Coi nè, có cái mũi kìa. Cái mũi là bị chày cái mũi rồi kìa. Rồi mũi bị chày kìa đó. Coi được không? Em rút con ăn kìa. À, mồm mốt vậy đó chứ lớn lên được kêu bằng chị chay rồi đó. Có đứa em rồi đó. Đứa em 6 tuổi. Cô chú thấy mặt chị em đó có giống nhau không cô chú? Tôi tựa chứ bộ à. Hai dòng rồi. Mẹ nói với mẹ Ngọc là chị em họ. Chị em là chú cô ruột luôn á. Giờ tới dòng của nó với lại... Chú chay với lại con Bông, mấy Bông. Mà ngon không con? Ngon không con? Thôi không ăn rồi, thôi vô lấy nước uống không? Mẹ lấy nước cho chay uống nha. Hả? Sao? À, ngoài sáu lấy gạo cho gà ăn kìa. À, chay, mấy cái này mình bóp ra mình cho gà ăn cũng được nè chay. Nè, bóp đây nè. Đứng im xuống, đứng im đó. Oh, be careful. Yeah. Bóp đây vậy nè. Đây nè. Ngoại sáu lấy gạo đi. Đó, gà chạy tới kìa, chạy kìa. Chạy gà chạy tới kìa, chạy kìa. Rồi đứng tránh ra cho chị dục với kìa. Nè dục nè, dục gạo nè. Không chay dục bánh. Chay con phải thay, con phải ném lại đằng kia. Đúng rồi. Yeah, good job, chị. Rồi, chấm này. Dục mạnh ra. Thôi dạ, dạ. Dạ, mà thì to lắm. Đó. Giỏi quá. Quá. Đừng có giục luôn cái tô nha, bể tô đó. Rồi giỏi quá, rồi đem vô đi cho màu. Đưa chén ngoại, lẹ lên. Thôi không bồng đâu, tôi đi lên. Thôi đi lên, không có đi đâu, đừng có mong mà tôi xuống. Đi, đi vô. Thôi được rồi. Kìa gà ăn kìa, thấy chưa chay, gà ăn kìa. Coi hai cha con ngồi kìa, coi hai cha con ngồi ngắm gà kìa. chiều chiều lại nhớ bầy gà sân ta. Trời ơi, lại sao được thời dữ không, hai cha con đó, chiều lại nhớ chiều đó. Trời ơi, tự nhiên tôi ngẫu hứng thành thơ dữ dằn thiệt chứ ta ơi, chịu không nổi với tôi luôn. Chiều lại nhớ chiều lại nhớ đàn gà sân ta. Be careful, Jay. Đó, đợi thảy ra cho chảy cho anh đó.
She's just picking up random stuff now, throwing it out. Gà nó đâu ăn mấy cái đó đâu con. Gà là nó không ăn mấy cái đó rồi đó. Wow, you see the chicken? Đó, cô chú chicken? Thấy đàn gà nhà bà cố của chay không? Say chicken. Con ơi, con nói con gà. Con gà, chicken. Con gà nó kêu sao? Baby, can we get something for this? Oh, yo, just, no, I don't think so. Honey, maybe new spawn. Really new spawn. Look at it. It's just her skin is sensitive. It's gonna be fine. Nó giờ khoái cho gà ăn rồi cô chú ơi. Bà Sáu tự nhiên bày ra cái này. Bồng chay. Tôi mệt bà quá. Ngồi xuống chiều lại nhớ chiều đi. Ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi ngắm gà thôi. Nằm xuống luôn. Đúng rồi. Coi nằm con nằm đi con nằm xuôi hai cái tay xuống ở màn không? Đây.